Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Tàu ngầm thành phố C. Hey Pedro, chào mừng đến với nhóm Bảo Hôi. Báo cáo một chút về chức nghiệp của cậu đi nhỉ. Chu Thông, thi sĩ cấp 3, người nhặt rác cấp 1, Diệp Khinh. Chú thật sự là cấp 1. Trần Tinh Điện. Ê bro, bình thường thôi mà. Chúng ta đều là rác rưởi tiêu chuẩn, không cần phải chê cười lẫn nhau. Dù sao cũng là tới đà đổi mạng lấy tiền, không cần phải so xem ai cao quý hơn đúng hay không nào bro. Xem ra cái nhóm rác này chắc chắn là phải theo thôi. Làm quen một chút nhá, hai người này là đồng đội của bọn phá hội chúng ta. Tiểu đội phá hội chúng ta cần chọn ra một nhóm trưởng. Tôi thấy bản thân là một thi sĩ cấp 3 nên cũng rất phù hợp với vị trí này. Lão Chu, trị liệu sư cấp 2. Nếu cấp độ của cậu là cao nhất thì chúng tôi sẽ nghe theo lệnh của cậu. Tôi cũng không có ý kiến gì. Lão Trương, chiến sĩ cấp 3. Tiếp theo đây, ta muốn tuyên bố một tin tức. Lần này đi theo đoàn ngoại trừ 6 đội chủ lực của lời thề máu chúng ta, mà còn có thêm 5 thành viên tạm thời. Vãi, đừng có nói cái đám pháo hôi kia vĩ đại thế chứ. Pháo hôi là pháo hôi, so với các chuyển chức giả chính quy như là chúng ta thì pháo hôi không phải là dùng để giảm thiểu thương vong hay sao? Hình thái mê cung vực sâu, mỗi phòng sẽ được thiết lập rất nhiều cơ quan cạm bẫy. Nhiệm vụ của nhóm pháo hôi các người là phải nhanh chóng tìm ra đường đi tới phòng của boss, đồng thời báo cáo tình báo về cho đội chủ lực. Ta cũng không kỳ vọng vào chiến lực của các người có gặp phải quái thì cứ chạy là được rồi. Chỉ là nếu mà muốn chia tiền cho, thì ít nhất là phải có một tên còn sống mà quay lại. Nếu chỉ còn sống một tên, thì có thể một mình chiếm trọn phần thưởng. Lão Chu có sao hay không? Không, không thể nào lùi bước được. Trong nhà còn có 4 đứa con gái, chúng nó còn chưa được ăn gì. Vợ tôi bệnh nặng cũng cần có tiền, không thể chúng ta tới đây mạo hiểm vì cái gì chứ. Chúng ta xuất phát. Này tên nhóc này hình như là người mới hay sao ý? Làm pháo hôi không phải luôn là người mới hay sao? Không không không, ý tôi là người mới mà biểu hiện rất là thong thả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Này mọi người có cảm thấy kỳ lạ hay không? Đi một đoạn xa như thế rồi mà quái vật không thấy đâu. Đừng có nói gở. Sao đột nhiên lại lạnh so với lúc nãy thế nhỉ? Đúng đấy, nhiệt độ giảm xuống rồi. Sớm biết thế này đã mặc thêm áo. Đi tiếp thôi. Đau. Đau quá. Chuyện gì thế này? Dẫm lên bẫy rồi đấy đồ ngu này. Cái tên ngốc này sao sống được đến bây giờ thế? May thật đấy, chút nữa là bị cơ quan cho đi chầu ông bà rồi. Được rồi, đi thôi nào. Mấy thứ này còn sống hay không? Nhận ma hóa level 5. Sinh vật tinh anh, ma trùng, phun kịch độc. Tôi ghét nhất là đám côn trùng đấy. Bùng lên nốt cháy đi. Là sinh vật tinh anh mẹ nó. Đã tôi lên. Không điểm sát thương. Cái tên này ra vẻ cái gì thế hả? Eo kinh tẩm vãi. Không phải hắn là kẻ trộm năng lực hay sao? Phát hiện nhận ma hóa có thể thu hồi. Có muốn thu hồi hay không? Thu hồi. Nhắc nhở nhận được một điểm kỹ năng. Nhận được bí kíp nhiễm độc. Vũ khí gây sắt. Vũ khí dây gây sát thương chúng địch sẽ có hiệu chứng hiệu ứng dính độc trong 6 giây, gây tổng 60% sát thương cho vũ khí do vũ khí gây ra. Nếu lần tấn công này gây ra bạo kích thì sát thương sẽ được nâng lên thành tổng cộng 120 sát thương do vũ khí gây ra. Yêu cầu tốc độ nhỏ hơn 2 năm. Các vật phẩm thuộc loại dao sẽ bài xích lẫn nhau với loại bí kíp này hút máu. Bí kíp là một loại năng lực bổ sung có thể được sử dụng trên các vật phẩm và trang bị. Sau khi sử dụng bí kíp sẽ biến mất và các vật phẩm
hoặc là trang bị mục tiêu sẽ được tăng cường cho đến khi vũ khí bị phá hủy. Cùng một loại bí kíp không thể nào chồng lên nhau, nhưng nhiều loại bí kíp có đặc tính hợp nhất. Có vẻ như thu hồi thi thể không chỉ có thể được thẻ kỹ năng, thẻ chức nghiệp, cũng có thể nhận được các loại bí kíp như thế này. Hơn nữa loại thẻ này dường như có thể cường hóa trang bị. Thằng lính mới này còn đứng đó làm gì? Nếu không muốn kéo chân mọi người thì nhanh chóng di chuyển về phía sau đi. Tới đây, tới đây. Sử dụng nhiễm độc với con dao găm bình thường không có gì đặc biệt. Mẹ nó, lão tử mặc dù là thi sĩ có cấp cao nhất trong đội, nhưng mà có điều tôi không dám nói với bọn, tôi không dám nói với họ là... Thực ra chức nghiệp của mình không có khả năng chiến đấu, chỉ có thể búp mà thôi. Tình thế bây giờ quá nguy hiểm, nên trước tiên tôi chỉ có thể cho bản thân một búp cứu mạng. Tôi là thi sĩ thanh lịch tao nhã, trong chiến đấu luôn luôn nhắc nhở bản thân giữ gìn phong thái, cho dù hôm nay đến đây ai cũng vậy. Mọi yêu quái quỷ dữ trên địa bàn của ta đều phải ngoan ngoãn đầu hàng. Cái tên này đang làm cái gì thế? Nói nhăng nói cuội, nói nhăng nói cuội. Nhắc nhở, mục tiêu cường hóa thành công. Chủ quan rồi, sao lại cường hóa quái vật thế này?